ngày 29 tháng 8, Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ đối tượng đẽo gốc phá hoại 26 cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Quynh tiếp nhận tin báo của bà Hơ Chíp Bơ Gia, sinh năm 1980, ngụ xã Yek Tu, huyện Chư Quynh, về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại. 26 cây sầu riêng của gia đình bà trồng được 3 đến 5 năm đã bị đẽo sạch vỏ quanh gốc. Sau hơn 3 giờ tích cực điều tra, Công an huyện Chư Quynh phối hợp với Công an xã Yek Tu đã làm rõ Y Xoay Bì Gia, sinh năm 1977, ngụ cùng xã Yek Tu, là người đẽo gốc cây sầu riêng. Tại cơ quan công an, Y Xoay Bì Gia khai nhận do mâu thuẫn với bà Hờ Chíp Bơ Gia từ trước nên khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 8 đã mang dao đến vườn trồng sầu riêng của bà Hờ Chíp Bơ Gia để phá hoại. Tại đây, Y Xoay Bì Gia dùng dao đẽo hết phần vỏ gốc cây của 26 trên 27 cây sầu riêng trong vườn của bà Hờ Chíp Bơ Gia. Vụ việc đang được Công an huyện Chư Quynh tiếp tục điều tra xử lý.